chào các bạn, đây là Văn Hậu. Hôm nay Văn Hậu đang phát xà beng đi đào củ kỳ. Không biết có nên cơm cháo gì không? Năm. Ở đây có rồi. Hả? Nhưng còn hơi bé này. Đây, thành quả sau khi để con củ kỳ đầu tiên chạy mất làm con tôm. Đã được thêm một con cá bống các bạn. Tươi nguyên luôn, chạy nhạch. Mang lưới đi đánh nó phải được nhiều không nhỉ? Vờ một chài luôn. Văn Hậu đã phát hiện ra một cái lỗ mà không biết có củ kỳ trong đấy không. Đây là thành quả đầu tiên sau lần hụt thứ nhất. Củ kỳ đúng không? Ừ. Kinh nhỉ? Cho vào đây mà nó còn dơ cả gọng nên nó định cắp. Gớm cũng không thoát được. Nhọc to đấy. Tiếp theo Văn Hậu dự đoán là có. Hả? Nhưng hơi sâu nên là phải ngục xuống mới móc được. Thành thủ quay biển cho các bạn xem. Đây là một góc nhỏ của vùng biển Đông Nam. Chọc vào nó. Chọc vào nó. Thấy vỡ gà vỡ vỡ. Cuối cùng cũng đã bắt được con nó. Ê, cho vào đi không nó chạy mất. Ồ, chọc vào cái lưng của nó. Gớm đấy. Đấy, chào với bạn của mày đi. Bé tí mà lì. Bé lì rồi. Nó vào đây nó đánh nhau luôn không ạ? Gãy cả gọng luôn.
ok. Vào cái con to đánh gãy cửa gọng. Mà mới bắt nạt mà cũ đi. Xong cậy to bắt nạt bé ấy. Phát hiện một lỗ tiếp theo. Ô, con này nhanh nhỉ. Không cần phải reng đào luôn. Tiếp tục đi vò mõm xem là có lỗ nào nữa. Hoàng hậu đã phát hiện thêm một lỗ mới. Cần phải nhờ sự trợ giúp của Sa Beng. Công việc của mình chỉ ăn với lại lắc Sa Beng đấy thôi. Lương tháng 10 củ. Tối ngủ chủ. Nắng này ốc cũng không thấy mà bắt nữa. Toàn con bé tí. Đi. Bé. Các người ta cũng bắt hết à? Đây, bắt ốc trên những cái cành này. Theo chân Văn Hậu đi bắt củ kỳ đã, tí bắt ốc sau. Ngày nghỉ không thèm nghỉ, nắng lôi nhau đi này. Chắc là sắp được hả? Nghe thấy tiếng. Ở đâu? Đó thế. Nhìn cái càng quá. Ok chưa? To hơn ngón tay cái nha. Đại ca của cái sâu đấy. Thấy là bạn của mày đi. Ngang lì mãi mới chịu thế này. Ngang như cua, lì như củ kỳ. Lì như thì có nó ăn lại gì thôi. Xem đi đi tìm nó tiếp theo. Leo veo trên bờ và mình đã phát hiện được một chú vẹn nằm ngay trên bờ. Hơi bỉ á. Nhưng mang về nấu canh cũng được. Văn Hậu cũng vừa tìm một con vẹn cho ăn con. Anh đang đi tìm lỗ củ kỳ. Khủng lắm.
siêu khủng rồi. Ôi giời, mấy con củ kỳ này nó kẹp nát con cá luôn. Thấy con gì này bắt con đấy. Củ kỳ. Cá bóng này. Vẹn này. Này. Tôm này. Ấy da. Thấy ốc tai, bắt cả ốc tai. Ôi, gãy mẹ gặm rồi. Gãy gặm. Đâu xem. Wow, to chưa? Ừ, khổng nhất đây. Cái này khổng nhất đây. Gãy thật kiệt quá, gãy đi mất cái gặm. Quay vào, đây nó ít vậy đấy. Này, cái gặm này, phải gấp đôi ngón tay mình này. Gấp đôi ngón tay. Chưa? Một cái mình. Đánh bàn tay luôn. Siêu phẩm, siêu phẩm. Được lưng xô ấy. Để tìm lỗ củ kỳ. Mong là hết chỗ cây vũng này được chụp con nữa. Cậu nhỉ? Lỗ củ kỳ mới các bạn ạ. Lỗ này khá sâu. Nên Văn Hậu phải ngục nặn xuống này mò. Bạn nghi nó đã chạy mất đi. Thế đó rồi. Thế à? Cố lên. Con củ kỳ to nhất đây. Nó đã bị gãy cả. Siêu to, phải bằng ba ngón tay cái của vợ ấy. Bà còn tí tí này. Được chưa? Khổ quá cơ. Nào cho sổ. Bé mà lì. Này, ừ. Về với đồng đội của này đi. Với đồng đội này. Đẹp tí mà. Đây. Sâu đâu? Sâu đây.
từ từ cẩn thận chạy mất đấy. Đây thành quả khi sang vũng mới. Bà cắm cá, cắm cá khi mò hết mấy cái vũng này thì trời cũng đã trưa đã nắng. Mình và Văn Hậu quyết định đi về nghỉ trưa thôi. Xe đây tận bên kia. Một thời gian chinh chiến với nắng của ngoài biển. Vợ chồng tôi cũng về đến nhà. Thế nào? Má đã đổ thành quả ra xem nào. Ui giời, ốc này, cực kỳ đây. Nào, xem nào, khui, khui đám này xem nào. Ok, đỏ ra. Ui, đây, cực kỳ đây. Ây chưa. Ok, chưa này. Đây là một đĩa ốc đấy nhỉ. Xem là tạp nham nhưng chủ yếu là vẫn là cực kỳ. Được một số ốc biển với lại vạng với lại phải con tôm cuôn cái. Này. Con cá hàn cá bị sâu xé tàn hàng khủng đấy nhá anh em nhá. Đấy, con này hơi bị chắc luôn này, rất chắc này, đen xì luôn này. Đây. Ok chưa? Đấy. Và sẽ cho vào đây. Nồi luộc. Cái này luộc cũng bia thì không phải là đấy, ra trò luôn. Quá chất lượng. Đấy. Đây là thành quả của vợ chồng tôi nhá, của buổi sáng ngày chủ nhật đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nhé. Video kết thúc tại đây rồi.